Sức ép gây ghi... Sức ép gớm đang đặt lên đôi vai của các cầu thủ Thái Lan. Điều này được thể hiện thấy rõ qua buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào chiều ngày 18 tháng 11. Chiều nay ngày 18 tháng 11, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã có buổi tập duy nhất trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình với mục đích làm quen mặt cỏ, hòng chuẩn bị cho trận đại chiến với đội chủ nhà Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các phóng viên sẽ chỉ được tác nghiệp trong vòng 15 phút trước khi đội tuyển quốc gia Thái Lan bước vào buổi tập chiến thuật. Có thể thấy, huấn luyện viên Akira Shino tỏ ra đâm chiêu và các cầu thủ Thái Lan cũng không hề cười đùa như những buổi tập trước đó. Việc để thua ngược trước Malaysia với tỷ số 1-2 khiến những áp lực càng đè nặng trên vai bầy voi chiến. Điều này buộc họ phải quyết tâm giành chọn 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam để giành lại ngôi đầu bảng G và đặc biệt là rửa mối hận lép vế trước đại kình địch thủ khu vực suốt thời gian qua. Trong 15 phút đầu tiên, các cầu thủ Thái Lan chủ yếu tập những động tác khởi động nhằm giãn cơ trước sự quan sát, chỉ đạo gắt gao của huấn luyện viên Sino và các trợ lý. Trận quyết chiến giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, ngày 19 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.